Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lũ lụt kinh hoàng ở Trung Quốc, ít nhất hơn 33 người thiệt mạng. Dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự nóng lên khí hậu bất thường ở nhiều nơi và ở Trung Quốc rộng lớn, hai thảm họa khí hậu cực đoan đã xảy ra ở miền Bắc và miền Nam gần đây. Theo báo cáo của Reuters, những trận mưa xối xả đã tàn phá miền Nam Trung Quốc vào hôm thứ Tư đã khiến 33 người thiệt mạng, 15 người mất tích và buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu nhiệt độ cao tới 40 độ trong nhiều ngày và Nội Mông thậm chí đã gây ra 6 vụ cháy đồng cỏ trong một ngày do nhiệt độ quá cao. Trung Quốc phải đối mặt với hai thảm họa thiên nhiên khác nhau ở phía Bắc và phía Nam và chỉ có thể sơ tán cư dân càng sớm càng tốt để tránh thêm thương vong. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc Trung Quốc đang hứng chịu nắng nóng và hạn hán, thì những cơn mưa lớn tại khu vực miền Trung và miền Nam nước này đã gây lũ lụt nghiêm trọng. Ít nhất 33 người thiệt mạng, 15 người mất tích và hàng trăm nghìn người khác phải di tản. Giới chức Trung Quốc hôm nay cho biết ít nhất 33 người thiệt mạng và 15 người mất tích tại khu vực miền Trung và miền Nam nước này sau khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Mực nước của hơn 60 con sông lớn ở một số tỉnh miền Nam Trung Quốc đã vượt quá mức cảnh báo nghiêm trọng. Bộ Nội vụ Trung Quốc xác nhận hôm thứ Hai rằng 33 người được cho là đã thiệt mạng và 15 người mất tích. Kể từ đầu tháng, lượng mưa lớn đã xảy ra ở các khu vực Tây Nam Trung Quốc và Giang Nam gây ra lũ lụt, lở đất và thiên tai mưa đá ở An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và các tỉnh khác, ảnh hưởng đến 9,564 triệu người. Hồ Nam là tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt. Sông Xianyang vượt mức cảnh báo ở đoạn Trường Sa của tỉnh Lị tràn vào các đường phố, phá hủy xe cộ và bật gốc cây cối. Kể từ giữa tháng, tỉnh Hồ Nam đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục. Các con sông ở Hồ Nam dâng cao mạnh, một số đập bị sập khiến việc sơ tán khẩn cấp của nhiều người bị ảnh hưởng. Ngoài Hồ Nam, 48 thành phố và 238 quận trong 8 tỉnh nói trên đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 18,89 tỷ nhân dân tệ. Tình hình lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp diễn và miền Bắc đã bước vào thời kỳ quan trọng của việc kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán. Do từ đầu mùa xuân đến nay miền Bắc liên tục thiếu mưa nên nhiều khu vực đã bị nắng nóng gay gắt, một số khu vực đã xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Theo báo cáo, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam và các tỉnh miền Bắc khác đã rơi vào tình trạng nắng nóng từ tuần trước. Hôm thứ Hai, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 40 độ. Các thành phố ở Thiểm Tây đã ban bố cảnh báo nắng nóng và nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới trên 35 độ trong 3 ngày tới. Tại Bắc Kinh, nhiều nơi dân tránh ra ngoài vào cuối tuần để trốn cái nóng. Tại Nội Mông, hàng trăm cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang chiến đấu với đám cháy từ Mông Cổ, vốn lan rất nhanh do không khí khô và gió mạnh. Được biết, ngọn lửa bùng phát tại Mông Cổ đã tiếp cận lãnh thổ Trung Quốc, sau đó lan sang Hulubia, Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến tài nguyên rừng và đồng cỏ của Trung Quốc. Tính đến tối thứ Hai, theo giờ địa phương, đám cháy ở Mông Cổ vẫn tiếp tục lan rộng và hàng trăm sĩ quan và binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát lâm nghiệp vũ trang Trung Quốc vẫn đang cố gắng ngăn chặn ngọn lửa. Lũ lụt ở sông Ban Bi và 160 con sông bao gồm cả sông Dương Tử có cảnh báo lũ lụt. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc trong những ngày gần đây. Mưa lớn hoặc mưa lớn đã xảy ra ở các khu vực miền Trung và Bắc Quảng Tây, Hồ Nam, Bắc Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Hiện tại trận mưa bão hoành hành trong nhiều ngày đã khiến nhiều trạm thủy văn ở lưu vực sông Dương Tử và lưu vực sông Châu Giang vượt mức nước cảnh báo. Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu và các nơi khác phải hứng chịu thảm họa lũ lụt nghiêm trọng. Hôm qua, lũ số 4 trên sông Dương Tử trong năm nay đã hình thành, 160 con sông bị ngập trên mức cảnh báo trong một tuần. Sau khi những bức ảnh về Yu Jihu ngập lụt ở Trường Sa bị rò rỉ, một số cư dân mạng đã nói đùa. Mưa bão liên miên, tàu sân bay lớn nhất thế giới Yu Jihu mới hạ thủy ở Trường Sa. Lượng mưa ở nhiều nơi ở Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo theo mùa, có nguy cơ xảy ra lũ lụt. Trận lũ số 4 trên sông Dương Tử đã hình thành và hơn 6 triệu người ở Hồ Nam đã bị ảnh hưởng. Theo tin tức của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 về kiểm soát lũ lụt đã được đưa ra. Theo dự báo toàn diện của ngành khí tượng thủy văn, trong vài ngày tới, dòng chính hạ lưu sông Dương Tử và Hồ Đông Tinh sẽ duy trì lượng mưa lớn, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hạ du.
Trước tình hình mưa lũ hiện nay, Tổng cục Phòng chống lụt bão phía Nam đồng thời điều động các dự án thủy lợi trọng điểm như Tam Hiệp, sông Dương Tử để giảm lưu lượng xả và giảm áp lực hạ du. Theo Liên Hê Giao Bao, những trận mưa xối xả trên diện rộng đã đổ xuống vùng đất Sangxiang. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Khí hậu tỉnh Hồ Nam, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh đã phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử, đứng đầu trong cùng thời kỳ kể từ khi các kỷ lục khí tượng bắt đầu. Trong đó, quá trình mưa mạnh nhất trong tháng kể từ tháng này vẫn đang tiếp tục và chỉ số cường độ có giá trị cao nhất trong lịch sử. Phân tích của chuyên gia cho thấy, đợt mưa lớn này không chỉ có phạm vi rộng mà còn có cường độ mưa mạnh và cực đoan, chủ yếu do hoạt động liên tục của xoáy thuận lạnh phương Bắc vào vùng cao cận nhiệt đới, vị trí của đỉnh cao cận nhiệt đới ở phía Tây Thái Bình Dương tương đối ổn định và kênh hơi nước tương đối ổn định. Hồ Nam nằm ở rìa của cao cận nhiệt đới và trong băng tải hơi nước mạnh có nguồn cung cấp nước ổn định hơn. Đồng thời, hệ thống xoáy thuận lạnh phía Bắc tồn tại lâu ngày, phía sau xoáy thuận có nước liên tục, không khí lạnh lan xuống phía Nam, không khí lạnh và ấm thường xuyên gặp nhau tràn xuống phía Nam, gây mưa lớn và mưa lớn sẽ tiếp tục ở Hồ Nam. Mực nước ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam đã vượt qua mức cảnh báo, thậm chí đảo Orin nổi tiếng trong khu vực cũng phải hứng chịu. Khi khu vực xung quanh được bao phủ bởi mực nước dâng cao, nó trông giống như một tàu sân bay trên không, khiến nó trở thành một cảnh tượng hiếm có. Sau khi những bức ảnh về Jeju bị ngập lụt, bị rò rỉ, một số cư dân mạng đã nói đùa. Với mưa lớn liên tục, tàu sân bay lớn nhất thế giới Jeju gần đây đã hạ thủy ở Trường Sa. Dự báo trong tuần tới, các khu vực mưa chính sẽ nằm ở Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tây và Bắc Giang Nam, Nam Trung Quốc và các khu vực Đông Nam và Nam Tây Nam Bộ. Sông Hồ Nam, sông Nguyên Giang 1,5m, Jiangxi, Xihui và các sông lớn khác sẽ lần lượt vượt qua mức cảnh báo lũ lụt. Một số sông vừa và nhỏ có thể hứng chịu lũ lớn hơn. Hơn 140 người bị nghi vùi lấp do sạt lở đất ở Trung Quốc. Giới chức tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết một vụ sạt lở đất hôm nay ở tỉnh này đã chôn vùi 46 ngôi nhà, khiến 141 người mất tích. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, theo South China Morning Post, vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 6 giờ sáng nay ở làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc do mưa lớn kéo dài khiến một phần sườn núi sập xuống. Wang Yongbo, một quan chức cứu hộ, cho biết với đài CCTV rằng ước tính khoảng 3 triệu mét khối đất đá đã sụt xuống từ một phần ngọn núi. Vụ sạt lở khiến 46 ngôi nhà bị ngập, 141 người mất tích và khiến đất đá chặn ngang đoạn sông chảy qua ngôi làng. Làng Tân Ma vốn là một địa điểm du lịch, hiện chưa rõ trong số những người mất tích hay không. Huyện Mậu hiện đang được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp với mức độ thiệt hại địa chất cấp 1, cấp độ rất nghiêm trọng. Wang Yongbo, một trong những quan chức phụ trách cứu hộ, cho biết đây là vụ sạt lở đất lớn nhất trong khu vực này kể từ sau vụ động đất ở huyện Văn Xuyên. Động đất ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên mà quan chức này đề cập tới là vụ động đất năm 2008 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân. Các máy xúc, máy ủi cũng được triển khai để di chuyển các tảng đá lớn. 8 người chết ở quận Gunping do lượng mưa lớn ở Phúc Kiến. Vừa qua, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả trong nhiều ngày và có nhiều báo cáo về lở đất làm sập nhà. Đội cứu hộ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn thành. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiếp tục. Theo dữ liệu do chính quyền quận Gunping công bố vào ngày hôm qua, một trận mưa lớn đã xảy ra tại thị trấn Xifang, quận Gunping từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay. Lượng mưa tích lũy đạt 206,4mm và lượng mưa tối đa trong 2 giờ đạt 120,1mm, tất cả đều vượt quá cực hạn lịch sử của thị trấn Xifang. Giao thông tại một số khu vực bị gián đoạn, thiết bị cấp điện bị hư hỏng nặng, các đơn vị liên quan đã khẩn trương cử người đến sửa chữa. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đưa ra cảnh báo mưa bão khác vào lúc 12 giờ ngày hôm nay. Trên địa bàn tỉnh, từ ngày mai đến ngày kia vẫn có mưa rào hoặc dông, riêng khu vực miền Trung và Bắc Bộ. Mưa lớn và dòng chảy mảnh vỡ ở Gia Lan đã làm ngập đường ray xe lửa trong vài giây. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi sự đối lưu nhiệt vào buổi chiều, trời đổ mưa lớn ở Gia Lan và chiều nay gây ra thảm họa sạt lở đất trên mái dốc đoạn từ Busan đến Đại Lý trên đường sắt Đài Loan. Ngoài việc tàu bị hoãn, một chiếc Puyuma suýt đánh lái đến khu vực xảy ra thảm họa. Rất may tài xế nhìn thấy điều lạ phía trước trong đôi mắt sắc bén nên đã phanh gấp. Khoảng cách đến nơi xảy ra vụ sạt lở chỉ từ 600 đến 800 mét. Toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn.
Chiều nay tại Nghi Lan có mưa lớn khiến mái ta luy đoạn từ Quế Sơn đến Đại Lý ở Nghi Lan bị ngập. Các công nhân đã đến hiện trường thu dọn. Nhưng đến 2 giờ 45 phút, xe Puyuma số 273 từ Hoa Liên đi Trường Hóa tình cờ đi qua đoạn này, tài xế nhìn thấy vật lạ phía trước nên phanh gấp. Dù phanh gấp vẫn chưa kịp đi vào khu vực sạt lở 150m, nhưng tất cả các hành khách trên xe đều an toàn. Đường sắt Đài Loan cho biết họ đã ngay lập tức phong tỏa tuyến Xiheng sau khi nhận được thông báo của lái xe về tình trạng đường của nó. Đoạn đường này cũng đã được khai thác theo phương thức 2 chiều kể từ 2 giờ 45 phút chiều và tàu chạy lúc tốc độ chậm 5 km/h. Ngoài ra, các đơn vị công lực cũng được điều động đến hiện trường để dẹp bỏ tình trạng trên và tiến hành giám sát lại chỗ để đảm bảo an toàn cho lái xe. Đường sắt Đài Loan chỉ ra rằng sau khi tàu Puyuma được ủy quyền, nó đã quay trở lại ga Gusan và đổi sang tuyến Dongjiang với thời gian trì hoãn ước tính khoảng 53 phút. Ngoài ra, đường sắt Đài Loan cũng đã điều động máy móc hạng nặng đến hiện trường vào lúc 5 giờ chiều, ước tính tuyến Xiheng sẽ không hoàn thành cho đến 7 giờ 30 phút tối. Thời gian chính xác sẽ được biết sau khi đánh giá. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!